Những ngày này tại khu di tích danh thắng Yên Tử, thành phố Uông Bí, một loạt các hoạt động hấp dẫn trong chương trình Yên Tử về miền đất Phật mùa thu tưởng nhớ Phật Hoàng Trần Nhân Tông năm 2020, cùng với nhiều chính sách giảm giá vé kích cầu du lịch đang được doanh nghiệp thực hiện, đã thu hút rất đông du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan và chiêm bái. Trung ương đi đường trên kia anh ạ. Khi đến Yên Tử vào mùa thu này thì tôi cảm nhận không khí ở nơi đây rất là trong lành, quang cảnh rất là thanh tịnh và yên tĩnh ạ. Sau này có dịp nhất định tôi sẽ đến lần nữa. Khi đến Yên Tử thì tôi rất ngạc nhiên so với những gì tôi đã từng đọc được, thì nơi đây thật là đẹp và hùng vĩ, có những cảnh sắc về Phật giáo rất là yên tĩnh, thơ mộng. Dịp cuối tuần này, công suất phòng tại Legacy và khu nghỉ dưỡng 3 sao Làng Nương của Yên Tử đạt gần 100%. Khi mà có cái chương trình kích cầu du lịch của tỉnh, thì lượng khách về với lại Yên Tử nói chung cũng như là Làng Nương Yên Tử ấy, thì là tăng rất là đáng kể, rất nhiều. Trước đây thì có thể là lượng khách chỉ đa số là cao điểm vào những ngày cuối tuần thôi, nhưng mà gần đây chúng tôi đã nhận thấy rằng khách đã dần có những cái thay đổi, ví dụ như đi vào cả những ngày đều trong tuần, nên lượng khách khá là ổn định. Thì chúng tôi thấy rằng cái đặc biệt là sau khi có cái chương trình mà khai mạc cái chương trình là về miền đất Phật Yên Tử mùa thu năm 2020 thì là đã có những cái thay đổi trong các cái tư duy của khách hàng khi về với Yên Tử. Các dịch vụ cho du khách đến Yên Tử trong dịp này cũng có nhiều ưu đãi. Phí tham quan di tích giảm 50%, dịch vụ cáp treo giảm còn 250.000 đồng một người hai chặng khứ hồi. Du khách là người Quảng Ninh còn 200.000 đồng một người. Trong ngày 14 tháng 12 dương lịch, ngày diễn ra lễ tưởng niệm Phật Hoàng Trần Nhân Tông, dịch vụ cáp treo tiếp tục giảm thêm 50% cho toàn bộ du khách.